chào các bạn. Hôm nay là clip phụ kiện gửi đến các bạn, đây là chiếc adapter do máy scan HP5000S2 hàng chính hãng vào anh 1 năm 1 1 với các thông số modem 0957-2271. Điện áp đầu vào là 100-240V, tần số 50-60Hz và 1300mA điện tải đầu vào. Điện áp đầu ra là 32V 1560mA, hàng chính hãng. Các bạn nhìn để nhìn cái thông số ở trên sản phẩm. Đây là đầu chân cắm. Để hạn chế các hư hỏng cháy nổ cho thiết bị và tiết kiệm chi phí thời gian cho người dùng, các bạn hãy đến với giải đi phụ kiện để có sản phẩm chính hãng tốt nhất. Và bằng 1 năm 1 đổi 1, không sửa chữa. Chi tiết sản phẩm được miêu tả tại link bên dưới. Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại số 72 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Văn Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc gọi điện để được tư vấn theo số hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy ủng hộ chúng tôi ở like và share video này nếu các bạn thích. Cảm ơn các bạn. Xin chào.